chào quý vị đã đến với bản tin phòng chống Covid với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch Covid-19 của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phương án cách ly tập trung 30.000 người. Các bệnh viện thiếu máu, nỗi lo giữa đại dịch Covid-19. Không công bố danh tính chi tiết về tiếp xúc của bệnh nhân Covid-19. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn về việc sử dụng thêm khu cách ly để tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch Covid-19 lan rộng để có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tạm sử dụng cơ sở 2 của Bệnh viện Điều trị Cần Giờ tiếp nhận cách ly tập trung cho người nhập cảnh với quy mô 300 giường. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp các khu cách ly do đơn vị quản lý để chuyển lại công năng của Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ và Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cho ngành y tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong trường hợp dịch bùng phát tại thành phố với số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giao lại toàn bộ số giường tại cơ sở 2 Sở Y tế để tiếp nhận, phục vụ điều trị cho các bệnh nhân, hạn chế thấp nhất nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ cơ sở 1 đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, điều trị và cách ly người nghi nhiễm. Người nhiễm SARS-CoV-2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp thuận tái thiết lập khu cách ly dự phòng tại các trường đại học để cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch lan rộng, gồm 9 khu của quân đội và 1 khu của ký túc xá Đại học Quốc gia, tổng công suất 19.520 giường. Với 10.481 giường cách ly hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người. Ngành Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm mới để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 trong tháng 5 năm 2021 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị của các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Chỉ tính riêng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021, lượng máu tiếp nhận chỉ bằng 30% so với kế hoạch. Trong hoàn cảnh nguồn máu phục vụ điều trị ngày càng sụt giảm, các ca cấp cứu, các sản phụ đang trong tình thế cấp bách cần được ưu tiên cung cấp máu và chế phẩm máu. Tuy nhiên, việc đảm bảo cung cấp chế phẩm máu với số lượng lớn cho những sản phụ có nguy cơ xuất huyết cao và nhiều ca bệnh nặng khác là một nhiệm vụ đầy thử thách. Hàng ngàn người bệnh thiếu máu mãn tính, thiếu máu nhẹ buộc phải trì hoãn truyền chế phẩm máu, nhiều ca phẫu thuật phải tạm hoãn, nhưng việc trì hoãn cũng không thể kéo dài vì sẽ dẫn đến nhiều biến chứng cho người bệnh. Tương tự như tình trạng trên, các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng phải mòn mỏi chờ máu vì thiếu máu, điều trị liên tục mấy tuần qua. Các chế phẩm máu không được cung cấp đầy đủ từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nên nhiều bệnh nhân phải nhận máu toàn phần từ các thành viên câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, lượng máu dự trữ đang giảm mạnh do ảnh hưởng của làn sóng Covid-19. Thống kê từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trong nửa đầu tháng 5, Viện chỉ tiếp nhận được hơn 30.000 đơn vị máu, 52 lịch hiến máu đã bị hủy bỏ. Ước tính trong khoảng tháng 5, tháng 6, bệnh viện này cần khoảng 60.000 đơn vị máu. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khẩn thiết kêu gọi người dân đến hiến máu và hiến tiểu cầu. Dù rất băn khoăn về việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người hiến máu bệnh viện trong mùa dịch, nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội đã chia sẻ và kêu gọi trên Facebook cá nhân, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống, có những thứ có thể bớt, có thể nhịn, nhưng chúng ta chưa tìm ra được sản phẩm nhân tạo thay thế máu, các chế phẩm của máu. Xin hãy cùng chung tay với chúng tôi, rất nhiều bệnh nhân đang đợi tấm lòng thiện nguyện của các bạn.
Để tham gia hiến máu cứu người, người dân có thể đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiến máu tại tầng 2, khoa tiếp nhận máu phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội từ 8 giờ đến 12 giờ và 13 giờ 30 đến 17 giờ tất cả các ngày. Các điểm này sẽ mở cả Chủ nhật, ít nhất là trong tháng 5 năm 2021. Quý vị nên đến trước giờ kết thúc 45 phút để đăng ký và kiểm tra sức khỏe trước hiến máu tại 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm hoặc 132 Quang Nhân, Thanh Xuân hoặc số 10 ngõ 122 đường Láng, Đống Đa. Thưa quý vị, trong thời gian qua, việc công bố công khai danh tính và lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng tránh dịch bệnh và ý thức được bảo vệ bản thân, cộng đồng ở mỗi người dân, tạo nên tâm thế bình tĩnh đối phó với chiến thắng dịch bệnh trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng bộc lộ nhiều bất cập. Những thông tin của bệnh nhân được báo chí đăng tải, mạng xã hội phát triển, suy diễn khiến cho dư luận, cộng đồng bám theo bình luận, xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người bệnh và cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ. Trước thực tế này, để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo truyền thông đạt hiệu quả cao, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh việc cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch. Tinh thần là đảm bảo cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chuẩn xác về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để không lơ là, chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang, nhất là khi dịch bệnh bùng phát. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị công bố danh tính chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, chỉ công bố khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ, nơi đã từng có người dương tính với COVID-19, để người dân đã từng di chuyển tiếp xúc tại khu vực đó thực hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình, những người xung quanh theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm bài học quý báu trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng cũng cần thay đổi những cách làm nội dung truyền thông không phù hợp để thông tin đến người dân, người bệnh chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn cũng như là trên trang fanpage và YouTube của truyền hình Báo Pháp Luật Việt Nam. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại chuyên mục 090-9194-000 hoặc gửi về địa chỉ email info@truyenhinhphapluat.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp trụ sở truyền hình pháp luật số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau. Gia đình dạy anh biết nuôi dưỡng ước mơ, người thầy chắp cánh cho đam mê học hỏi. Paris, nơi anh được rèn luyện tri thức và chuyên môn. Sài Gòn, nơi anh vất vả với những ca trực ngày đêm, người tin tưởng cho anh cơ hội mới. Nếu không có tất cả những điều đó, tôi đã không có ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ.